Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 17 tháng 10, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyên án đối với 34 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Kết quả phiên tòa không chỉ khép lại quá trình điều tra truy tố giai đoạn 2 mà còn đánh dấu sự sụp đổ của đế chế tài chính làm giàu từ hoạt động phi pháp. Quá trình tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vụ án đã phơi bày bộ mặt phía sau đế chế tài chính do bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xây dựng và tồn tại suốt thời gian dài trước đó. Tại tòa, bị cáo Lan nhiều lần khẳng định bản thân tham gia vào hoạt động của ngân hàng chỉ để giúp SCB tái cơ cấu, một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước từ năm 2011 nhằm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, tòa án đã phủ định lời khai này. Hội đồng xét xử vụ án giai đoạn 1 xác định sau khi chi phối gần như toàn bộ cổ phần của SCB, bị cáo Lan đã sắp xếp nhân sự thân tín để củng cố quyền lực, đồng thời chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn khống, vi phạm nghiêm trọng phương án tái cơ cấu đã được ngân hàng nhà nước phê duyệt. Từ năm 2012 đến năm 2022, bị cáo Lan đã biến SCB thành công cụ tài chính chủ lực để huy động tiền gửi và cấp vốn cho hệ sinh thái vạn thịnh phát nhằm củng cố sức mạnh tài chính cho đế chế của mình. Tại bản án sơ thẩm giai đoạn 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường hơn 677.000 tỷ đồng, tương đương tổng dư nợ của 1.284 khoản vay tại SCB có liên quan đến nhóm của bị cáo này. Tòa tuyên phạt bị cáo Lan mức án cao nhất là tử hình cho ba tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đáng chú ý có 10 bị cáo được xác định là phạm tội xuyên suốt từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2 để giúp sức tích cực cho bị cáo Lan trong việc thực hiện các hành vi vi phạm. Các bị cáo gồm Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB, Nguyễn Phương Anh, cựu phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn, SPG, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Trần Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, Trương Huệ Vân, cựu Tổng Giám đốc Công ty WMC, Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng Giám đốc Tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Bùi Đức Khoa, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Netronen, Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan. Giai đoạn 2 của vụ án được xác định diễn ra từ năm 2018, bị cáo Lan cùng nhóm thân tín phát hành 25 gói trái phiếu của 4 công ty là An Đông, Quang Thuận, Zetra và Sunnyworld thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng từ hơn 35.000 nhà đầu tư. Trong giai đoạn này, bên cạnh bị cáo Lan có 3 đồng phạm bị truy tố cùng 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Những người này gồm Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh và Trịnh Quang Công, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý Acumen, tất cả đều có vai trò quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch gian lận tài chính, bị đề nghị mức án từ 15 đến 27 năm tù. Bên cạnh đó, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn bị đề nghị 17 đến 19 năm tù, được xác định có vai trò đại diện cho SCB phối hợp cùng với ông Nguyễn Tiến Thành, đại diện TSVI đã qua đời, xây dựng chương trình đào tạo cho các nhân viên trong toàn hệ thống. Sau đó, SCB đã tổ chức đào tạo cho 2.479 nhân viên tại 239 chi nhánh và phòng giao dịch nhằm tư vấn và giới thiệu các nhà đầu tư thứ cấp, các cá nhân ký kết hợp đồng mua trái phiếu với TVSI. Theo chỉ đạo của bà Lan sau khi thu được tiền từ việc bán trái phiếu, các đối tượng đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho các cá nhân được thuê để rút tiền tại SCB chi nhánh Sài Gòn Bến Thành nhằm che giấu các đứt dòng tiền và sử dụng toàn bộ số tiền bán trái phiếu vào các mục đích như trả nợ vay ngân hàng, trả gốc lãi trái phiếu, chi cho việc mua các dự án, chuyển tiền ra nước ngoài và mục đích cá nhân khác của bà Lan dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử xem xét toàn diện các tình tiết của vụ án, đồng thời cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo Lan và các đồng phạm nhằm răn đe và ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự trong tương lai, bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật và ổn định trật tự xã hội. Về trách nhiệm dân sự, đại diện cơ quan thực hành quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo Lan bồi thường toàn bộ hậu quả vụ án với tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan, tại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên sự tự nguyện khắc phục hậu quả vụ án, tịch thu hơn 1.749 tỷ đồng mà các bị cáo khác trong vụ án đã tự nguyện nộp khắc phục để khấu trừ nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan. Bên cạnh đó, viện kiểm sát đề nghị tịch thu tài sản, đồ vật đối với các bị cáo liên quan hành vi phạm tội, hoàn trả tài sản cho những người không liên quan hành vi phạm tội tịch thu tiếp tục kê biên, phong tỏa bất động sản, tài khoản, cổ phần, cổ phiếu của bị cáo Lan, gỡ bỏ các biện pháp kê biên, phong tỏa cổ phần, tài khoản bất động sản đối với các bị cáo không phải chịu nghĩa vụ bồi thường trong vụ án. Hội đồng xét xử cũng đề nghị xem xét sử dụng toàn bộ số tiền tài sản, tiền thu hồi từ vụ án cùng với số tiền đã thu hồi được trong bản án sơ thẩm giai đoạn 1 sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả cho các bị hại. Chiều ngày 16 tháng 10, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát cơ động Công an tỉnh vừa phối hợp với lực lượng Công an các huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Trà, Tùa Chùa và Công an thị xã Mường Lây phá thành công chuyên án 924T, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép 34 bánh heroin. Trước đó khoảng 3 giờ 5 phút ngày 5 tháng 10, tại khu vực xã Xín Trải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, lực lượng phối hợp đã đồng loạt gia quân triệt phá thành công chuyên án 924T, bắt giữ đối tượng Vàng A Bênh sinh năm 1990, trú tại bản Phìn Hồ B, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ 34 bánh heroin có khối lượng khoảng 11,9 kg. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên tiếp tục bắt giữ ba đối tượng: Sùng A Thái sinh năm 1990 trú tại bản Phìn Hồ B, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ là đối tượng cầm đầu. Lầu A Tỉnh sinh năm 2006 trú ở bản Nậm Vì, xã Trung Trải, huyện Mường Nhé và Thảo A Sơn sinh năm 1988 trú tại bản Pa Bun, xã Hua Bun, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Duy Thái sinh năm 1985, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Từ tháng 3 năm 2024 đến nay, Thái đã cướp giật 3 điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Theo cơ quan công an, ngày 29 tháng 7, công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội tiếp nhận trình báo của một thanh niên trú tại huyện Phú Xuyên về việc bị cướp giật tài sản là chiếc điện thoại di động tại đường Phố Viên kéo dài thuộc địa bàn phường Thụy Phương quận Bắc Từ Liêm, trị giá tài sản khoảng 30 triệu đồng. Tiếp nhận đơn trình báo, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận Bắc Từ Liêm xác định thủ phạm là Nguyễn Duy Thái, tiến hành triệu tập về cơ quan công an để làm rõ tại cơ quan công an thái khai nhận do thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản nạn nhân mà thái nhắm đến là các sinh viên trẻ tuổi thiếu cảnh giác điều khiển xe máy đi một mình khi phát hiện con mồi thái điều khiển xe máy lại gần nói xe của bị hại điều khiển bị chảy dầu nếu đi tiếp sẽ bị cháy xe khi bị hại tin tưởng và dừng xe thái chỉ cho bị hại phần gầm xe bị dầu bám đen nhân lúc bị hại không để ý thái sẽ tháo dây gió nối với buji của xe máy khiến cho xe máy không đi được lúc này thái nói với bị hại về việc cửa hàng sửa chữa xe máy của thái ở gần đấy xe máy cần phải thay phụ kiện thái giả vờ gọi cho người khác để hỏi về phụ kiện thay thế tạo tin tưởng của bị hại sau đó thái nói điện thoại của mình hết pin đề nghị nạn nhân dùng điện thoại chụp ảnh phụ kiện hỏng sau khi nạn nhân chụp ảnh xong thái bảo bị hại đưa điện thoại cho thái để so sánh với phụ kiện cần thay khi bị hại đưa điện thoại, Thái cầm điện thoại lên xe máy bỏ chạy. Qua điều tra vụ án xác định, phương thức thủ đoạn cướp giật tài sản của đối tượng Nguyễn Duy Thái là thủ đoạn mới. Công an quận Bắc Từ Liêm cảnh báo quần chúng nhân dân cần nâng cao nhận thức cảnh giác với tội phạm cướp giật tài sản với phương thức thủ đoạn trên.